Cả ơ cô Văn Nam. Anh Phương Nam. Cả ơ cô Phương Nam. Cô Dinh. Cô Dinh Nam. Cô Dinh và cô... anh Phương Nam. Cô Dinh của ơ Phương Nam phải không? Cô Dinh. Cô Dinh. Và cô Dinh của và anh Phương Nam. Anh Phương Nam đã gửi tiền. Nói tiếng Kinh đi, tập nói như thợ đấu đi. Đã gửi tiền cả... cho cháu. Cả ơ con Dinh và cả... anh Phương Nam. Anh Phương Nam. Không có gì giảm đâu. Xin cảm ơn nha con Dinh. Khoảng bao lâu nó mới biết đi? Hả? Khoảng bao lâu nó mới biết đi? Mình không cần phải dắt. Cho là sắp tối đấy, sắp tối thì nó biết đi rồi. Phải nương rộng một tí nó biết nhanh nhanh. Về tuần tu nữa, tuần tu cho ta nữa, tuần tu mình hát để hát cho có mùa, ok tuần tu mai như thế nào. Cái này chú nhờ anh hay là anh tự xuống làm ấy? Hả? À? Ai nhờ anh à? À bò á. Ờ. Bò là một là anh kia. À. Giữa anh kia. Cái giúp thế này người ta có trả tiền mình không? Không ạ. Hộ nhau thôi gì? Anh em hộ nhau. Anh trồng đi đâu? Như thế này nữa. À. Thế à? Ai trông con cho anh đi làm ấy? Hả? Ai trông con cho đi làm? À, con bà trông. Bà trông à? Ừ. Hai đứa không đi học nữa à? À, nghỉ học. À, hôm nay nghỉ nhỉ? Ừ. Hay là được nghỉ hè thôi? Được nghỉ hè không? Được nghỉ hè á? Ừ. Nắng đôi thế này thì cho ở nhà thôi, cho đi làm gì nữa? Ừ, nắng thì nhà thôi. Nắng thì không trồng được cái gì này. À. Ngô nhà anh trồng hết chưa? Chưa. Nắng này không có mưa thì trồng không được. Ôi trời, nắng quá. Anh ăn cơm chưa? À, hay rồi. Đi cày từ buổi trưa đến bây giờ? Vừa đi cày mà. Vừa đi cày á? À. Nắng này mú không đội. Em tưởng bò của nhà anh chứ. Không ạ. Anh nghe không có bò nào. Anh nghe thì hùn nhau. À. Đi từ từ thôi, nóng quá. Nương nhà anh cày hết rồi. À, tôi không có bò nữa, chưa cày tí nào. Chưa cày tí nào luôn. À.
Cái này là phải đi mượn bò về cày ấy. À, mượn bò đâu. Anh em thì đi mượn anh em bò về cày thôi. Tony, quần áo đâu? Quần áo nó nám thế này nó không thích mặc. Phải mặc quần áo à chứ? Trời ơi, hát xoay đâu? Mặc chi lòng. Nó gì? Là chơi gì? Hai đứa lớn đi làm rồi. Về nhà không? Về nhà. Ôi, quần áo cũng không mặc. Nắng này cho không cho nó ra ngoài chơi đâu. Nắng này ở nhà nó ở không được mà. Bé này nó thích đi cho luôn. Bà trông là phải bảo bà chứ. Không cho nó ra ngoài chứ. Ui. Nóng quá. Đấy, chừng ghế cho nó này ạ. Ui, nóng quá. Đấy, mấy đứa ngủ hết rồi. Mấy đứa này ngủ hết rồi. Nhớ chơi không? Chưa. Để chào ủa chị. Dạ, khen tụi chú sư sư. Ở tụi mình nhỏ mù cà ta hả bữa ở tụi mình nhỏ tụi mẹ tụi lo mù tụi nhiệt tay rồi đi bà ngoại rồi tụi nhiệt tay sao vâng tụi đang nhau đứa ngủ đang ngủ đây thôi ngủ đây nó tí có cho nó này nhá tụi ni tụi tư nóng này mấy đứa còn đi chơi được. Này, nó chỉ có chân à, sao? Chị mẹ ở đây nó chỉ dạy, nó dạy nó chơi nhá. Mặc quần áo vào nhá. Này thì, nhà chị còn nát thì. Ừ, nó được ký cái water copy. Trời ơi, này chân này đen xì hết rồi này. Anh phải chịu khó rửa chân tay cho nó chứ. Bị cái gì đây? Bị cái gì ngứa ở đây? Ê, nắng quá thì bị nắng quá thì đi tìm cái lá đắng thì về tắm nó. À. Bao xùa chị bao? Cho. Cho chị. Trời ơi. Hai đứa là đi bà ngoại rồi. À, đứa bé nó đứa lớn đi bà ngoại. À, sáng nay đi. Anh đi à, lấy tí củi về thì bà ngoại về đây này, bà ngoại đó đi à? À, đưa nó đi. Nắng này anh cũng ở nhà rồi, không đi làm gì à? Không ạ, nắng thế này không có gì làm cái nắng thế này là không được. Nương ngô các thứ thì chưa làm được. Chưa. Bò không có nữa. Bò không có.
lại thuê người ta cày hay là mình đi khác đi mà mượn bò về cày? Mượn bò về cày đó. À. À. Thế không có tiền cho người ta quay thì đi đổi công thôi. Mượn bò về cày đó. Cày đỏ. Nó quá. Ý dồi ơi. Nó bị cái gì kia? Ôi nắng nồi này, không được đi chơi nhá, nhau chơi nhá. Con ăn cái gì chưa? Hả? Đứa này ăn gì chưa? Ai rồi? Ôi, đi chơi, nắng này cần đi chơi được. Ngồi đi. Ủa, nóng quá. Đứa này chưa đi học à? Đứa này. Dạ. Đi rồi. Đi à? Ba bốn đứa đều đi hết rồi nhỉ? À, ba đứa đi. À, còn một đứa bé là chưa đi. Con bé thì chưa đi. Nhà thì thổ hết ở chỗ kia, còn sắp sạt đến nơi rồi đây này. Hôm qua mưa về chả dột xuống à? Lâu rồi. Chỗ kia em nghĩ là sắp đổ đấy. Nè, cái cây nghiêng hết rồi. Cây cây đấy không hết. Lúc nãy à, chú kia gọi đi giúp cây à hay là như nào? À, kêu gọi đi giúp thôi. À. À. Bảo bị gáy tay mà. À. Nhưng mà bò mới này thì mình tập khoảng một buổi xong nó mới đi. À. Bò mới này. Một buổi cái là không được đâu, đó là một ngày đấy. Một ngày mới biết đi được. À. Biết đi mai anh lại mượn đi cây nương của anh thôi. Cái thì nó đi không được đâu. Cái thì nó không biết. Nương nhà anh dốc không? Hay là nương bản? Dốc nữa. Bên bản nho và cái này bên này. À. Đồng không em đang rồi. Đồng còn đang rồi. Không biết. Sao cái bếp củi này lại lấy ra? Bếp lửa kia. Lấy ra trên kia. Mang ra bên ngoài à? Để trong là nóng quá nhỉ? Vách thì dần vách đất, một bên đất, một bên thì gỗ. Mọt hết rồi. Trưa nay ăn cái gì? Trưa nay không có gì ăn thì làm tí gạo cho ăn. Đấy, máy co cái ăn. Đâu nào, em xem nào. Đó là máy co cái ăn nữa ăn. Ôi. Nó mỗi tí này cho nó ăn thôi. Nó một nụt, nó một nụt nó ăn hết rồi. Hai đứa thôi gì? À, còn hai đứa anh đi ở đây băng lại rồi. À. Ôi trời, chẳng có cái gì luôn. Không có dấu gì. Không đi kiếm cái gì cho ăn à? Mỗi nồi rau cải này. Nóng quá rồi, chuyển ra bên này. Chỗ này sao này nứt nhiều thế này? Chỗ này. Bên tường này. Nứt hết rồi. Cẩn thận nó lại cháy mấy cái này nhá, nó lại cháy nhà ấy.
coi nhà dưới không cho vật liệu cho nó, cho vật liệu cho nó thì nó không biết cái gì, nó biết đốt. À. Nhà vòn vẹn chỉ có mấy cái bát thôi. Mấy cái bát đấy, 3-4 cái, đúa cũng không có luôn. Một cái bát còn vỡ rồi. Bát này anh mua về hay là được? Mua về. Ai cho? Mua về. Mua về à? Máy không có cái gì thì mua mấy cái bát này, mua đèn chết cho coi ăn. À. Này, mấy cái bát còn vỡ, méo hết rồi. Không có đuối chịu khó lấy đi lấy cây cái tre về vót mấy đôi để mình ăn cơm nó dễ hơn. Này đứa này thì ở nhà với bà này. Nước này thì anh đi xách về hay là như nào? Nước này anh đi xách về hay dấn ống cao su về? Nhưng mà mùa này làm gì có nước? Có chứ. Lát lá này bên kia cái... Chắc nó lại về ít thôi nhỉ? Về ít thôi. Ba bốn nhà cùng... Biết cùng cái cô sư kia. À. Lúc này dùng thì họ cho mình dùng tí. Còn lúc này không dùng thì họ... Thế là xin của họ ấy, không phải của mình. À, không phải xin ấy. Cùng nhau lấy cái cô sư kia. À. Cùng nhau lấy thì... Lúc nào họ không dùng thì về đây anh dùng một tí. Coi như là chung nhau ấy, hay là xin của họ? Chung nhau. Mấy nhà? Bốn nhà. Bốn nhà thì về đến đây thì mình còn được nước gì nữa. Mấy nhà trên đầu nguồn lấy hết rồi thì mình làm gì lấy được nước? Lúc nào nó không dùng thì đi khóa. Nên có cái khóa đi khóa thì nó chạy về đây. Cái xô gì đấy? Đựng gì đấy? Không có cái gì ạ? Xô khối. Xô không rồi à? Thức ăn thì chỉ treo lên cao này à? Hay để chứa thức? Có cái thức ăn gì? Chả có cái gì ngoài có tí cơm trắng, nồi canh rau cải nữa hết. Mắm muối cũng không có luôn. Rồi, tưởng nước to đấy này. Này sắp đổ đấy. Này không phá cái kia ra thì đủ rồi. Phá cái kia ra thì không đủ. Không phá cái kia thì nhà ấy không được. Ừ. Đưa gà vào nhà đi. Ôi. Xem một túi gạo xem còn không? À, túi gạo còn một tí thôi. Cái này thì làm gì đủ một bữa này chả hết rồi. Cái là bữa hai bữa thì hết rồi. Hết thì ăn ngô thôi. Hết là xong là ăn ngô. Còn mỗi một tí này này. Chắc là hai bơ, ba bơ, tối nay nấu nữa chả hết rồi. Chả ai trông con nữa rồi đi làm. Thôi ngồi nghỉ một tí là tí lại đi giúp họ cày đấy. Ôi. Quá là khổ. Hôm nào rảnh thì cho con cho bà trông đi làm thuê ở gần đây ấy. Đúng rồi, thế thôi. Không thì ở nhà lấy cái gì mà ăn. Hôm nào tối về cái gì làm thì bà trông co thì anh đi làm thuê tí cho về cho mua thức ăn cho các con chứ. Mua mắm muối về chứ. Mua gạo thì sắp hết rồi. Gạo thì còn tí để cho hai con bé ăn, hai con lớn thì ăn ngu. Em thấy có tí ngô nào đâu? Ngô ở trên này hết à? Trên gác hết à? Ngô ở trên này, còn tí ở trên này.
mọt hết rồi. Này còn mấy cái quả mọt thì này ăn cái gì, mọt hết, chuột gặm hết rồi. Nóng quá. Không có con vật nuôi gì luôn. Chỉ có vẹn vẹn có mấy con gà thôi. Mấy con gà thì nhà này hay không? Bò không có, lợi không có, dê không có nữa. Lắc hay. Lắc hay rồi. Kia là cái chó mẻn mén à, con không? À. Anh mở xem không? Cái này không ạ. Đây cho không... để móc meo hết rồi. À, đây không có. Ôi dồi ôi, móc hết rồi đây này. À, đây là mang đi rửa thôi. Em tưởng đồ mẻn mén trong này chứ. Này. Mấy cái thìa múc canh cũng dỉ hết xét hết rồi. Không còn gì để múc nữa. Hôm qua mưa có dột vào nhà không? À, hôm qua đêm mưa ít mà. Em thấy ở bên kia nó mưa to lắm mà. À, đêm mưa ít thôi. Đây đến về không đến 1 giờ đâu. Mưa ngấm thì cái nền này thì cũng chả còn cái gì luôn. Chắc cũng lở đi hết rồi. Chịu rồi nhá. Tối anh à, dùng ngủ cái giường này hay là anh ngủ giường kia? À, anh ạ. Anh ngủ cái giường này á? Anh ngủ cái giường này á. Giường này ra sao ngủ được nữa? Nghiêng ra một bên rồi, còn sắp sập đến nơi rồi. Có ăn đây ở đây mà. Cho chị cũng ra cho. Dẫn là em sang ra bên ngoài xem nào. Qua trời mưa nó ngấm vào chỗ nào nào. Chú đi chiêu ạ. Chị có ạ. Ôi dồi ôi, hôm qua trời mưa thẳng ngấm mà hết rồi. Anh đi xa bên kia xem. Rồi cái ránh nước mà. Đây, mưa về cứ... Mưa về mọt hết chỗ này rồi. Đây, cái tường bên kia sắp đổ đấy. Nghiêng một bên rồi. Này ghế hết rồi, còn gì nữa? Gáy mà gáy to gáy cái tản thế. Cái này gió to thì nó thổi một cái là tóc hết mái. Trên, cứ về đi. Tí vẫn phải đi lấy củi chứ? À, tí đúng rồi, cày xong rồi mới đi lấy củi à? À. Lấy củi tối về mới được đun chứ, không phải đun cái gì. Em vào nhà đi, vào nhà uống nước xong là đi giúp họ ấy. Nắng quá thì tí đội mũ mà đi. Không có nhà không có mũ nào luôn. Mặc áo dài vào nữa. Rồi nắng nôi thế này thì ra ngoài nương sao làm được. Bò thì chạy nhanh nữa.
chạy nhanh lên mệt mệt quá. Này đứa này vừa mới dậy này, đừng nghỉ học rồi à? Được, đừng nghỉ học nha. Chỗ đổ xôi cũng chả còn cái gì. Cái kia mình đồ mẻn mén à? Này cái nào? Cái kia. Nồi to to ghê là cái gì kia? Rau. Đi xem nào. Rau chua. Rau chua á? Hôm nay hơi tối nhỉ. Rau chua. Nồi gì đây? À, rau chua. Này cái này rau. Cái này còn nên ăn không? Có chứ. Mùi bốc thế này sao nên ăn được? Suốt cái để chơi game ra thì ăn cái dễ ăn dễ cái ăn được. Em ăn sợ đau bụng lắm nên không nên cho các con ăn cái này đâu, đâu chua này. Này các con không thích ăn mà các con này chua quá nó ăn không được, nó không ăn. Ôi gà này, chú kia là cái gì, con gì đầu kia? Cái này là con chuồn. Có chuồn lên đầu. Đầu bay hết rồi. Em lấy cái gì về đấy? Có bò à? Đi cắt cỏ. Được chưa? Cắt được chưa? Chưa. Nắng quá. Ngồi đi. Thì là làm nhà của Lý Mi Xá đợt trước thì Tăng Giác Mạnh đã gửi tiền rồi. Còn cái đợt mà anh làm sau là làm được 9 ngày. 9 ngày thì với tiền công của anh cho là Tăng Giác Mạnh giả là 170.000 một ngày phụ. Trong đó thì nuôi ăn 3 bữa sáng, trưa và tối. Thì chỉ giả được 170.000 một ngày thôi. Không biết là đắt hay rẻ so với dưới kia nữa. Thì nhân ra là 9 ngày là được 1.530.000 cộng với chia sẻ với anh nha là cô Dinh có số điện thoại đuôi là 5432 gửi cho anh 1.000.000 này. Anh Phương Nam cũng thông qua Tam Giác Mạch cũng gửi thêm cho 1.000.000 đấy, thì em sẽ gửi cho anh. Còn là chỗ cô Thanh Nhàn cô gửi 11.461.000 thì cho đấy Tam Giác Mạch sẽ cầm để khi mà cơ bản tiền chát và lát gạch hoa rồi thì Tam Giác Mạch sẽ lên trên đấy và triển khai và hy vọng là còn có tiền để làm một cái ống khói cũng như là cái nhà tắm sạch sẽ nữa, một cái bể phốt theo như mong muốn nữa. Thì em sẽ gửi tiền lương cho anh đã nhé, tiền lương và những cái tiền các bác cho đấy là 3.000.000 3.530.000 530.000 may quá vẫn đủ 30.000. Một triệu này, 2.000.000 này, 3.000.000 này, 3.530.000. Đấy là trong đó là tiền công của anh là 1.530.000 nhé. Tiền cô Đinh, cô Dinh và anh Phương Nam gửi 1.000.000 nữa, mỗi người 1.000.000 nữa là 3.530.000. Thì tiêu ít thôi nhá. Bởi vì là mình để tiền sau này còn chắc nhà với cả lát gạch nữa. Đây là những đồng tiền lương của anh cho sau khi mà đi làm. Coi như là trước kia là đi Trung Quốc thôi nhỉ. Rồi chúc mừng. Gửi một lời cảm ơn tới anh Phương Nam cũng như là cô Dinh và các bác Mạnh Thường Quân đã giúp mình đi. Cảm ơn cô Văn Nam. Anh Phương Nam. Cảm ơn cô Phương Nam. Cô Dinh. Cô Dinh Nam. Cô Dinh và cô, anh Phương Nam. Cô Dinh của Phương Nam.
phải không? Cô Dinh. Cô Dinh. Và cô Lên Cỏ và anh Phương Nam. Anh Phương Nam đã gửi tiền. Nói tiếng Kinh đi, tập nói như thợ đấu đi. Đã gửi tiền cả, cho cháu. Cảm ơn con Lên và anh Phương Nam. Anh Phương Nam không có gì làm đâu. Xin cảm ơn nha con. Phần nên là phải không? Rồi bây giờ em từ bây giờ mà đi theo em sẽ hướng dẫn anh cách cảm ơn bằng tiếng Việt cho nó rõ ràng nhá. Nói chung là anh cho biết ơn, biết nghĩ được nhưng mà diễn đạt không được, nhưng mà sẽ tập dần như thợ đấu cũng như lành thì trong suốt thời gian làm việc cùng nhau thì sẽ học được. Anh có thường xuyên đi chợ không hay là không đi? Có thường xuyên đi chợ không? Không đi à? Ở nhà thôi. Không đi chợ thì mắm muối các thứ thì mua được không? Lúc nào có tiền thì cứ đi mua một tí. Không có tiền thì ăn một tí gỏi cho con ăn. Làm một mấy cho ăn, mấy con lớn ăn. Làm một tí gỏi cho hai con bé ăn. Còn mấy đứa lớn là ăn mèn mén hết, ăn ngô hết. Chịu quá. Cái này trời mưa về chắc mới đi cày được nhỉ? Xính nhỉ? Mưa về thì đi cày được. Nắng thế này thì cày không được. Phải đợi trời mưa thì đất nó mềm mới đi cày được. Cứ đi làm đi. Đó, đi, anh Sĩnh đi đi giúp họ cày đi. Mai còn được mượn bò về cày. Đi à? Anh Sĩnh nhớ một đồ trong đó lại á. Trời nắng này chịu khó giặt quần áo cho các con, tắm rửa cho sạch sẽ một tí. Mình đi Đam Ma nữa. Đi Đam Ma. Đam Ma nhà anh em à? Đam Ma Ma Khô. Thế không có cái gì thì mang cái gì đi. Hả? Đi Đam Ma thì mang cái gì đi? Mang tiền, mang mấy tiền đi. Tiền không có thì lấy cái gì đi? Lấy ngô đi à? Với rượu à? Rượu không có. Có thì lấy tí rượu, không có gì. Lấy một tí ngô đi. Ôi, chắc đi về thôi. Hai con bò đi đâu rồi? Con nó đi về rồi.
Chồng đi ăn cái đèn đó đó em à. Vâng. Cây đấy bao giờ nó mới biết đi.